Xin chào quý bà con, quý bác anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua trên giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Bình Thuận. Chú bà con quý chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý bác anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Thưa quý bà con quý chị các bạn, thì tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hiện nay thì tiếp tục duy trì ổn định ở mức cao, đặc biệt là ở mặt hàng thanh long ruột đỏ. Long ruột đỏ hiện nay tại khu vực miền Tây thì lợi 1 dao động từ 40 đến 42 ngàn, lợi 2 dao động từ 35 đến 36 ngàn. Còn lợi 3 hiện nay thì dao động từ 29 đến 30. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi. Long ruột đỏ hàng dạt hiện nay thì dao động từ 8 ngàn đến 9 ngàn đồng ký. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vựa. Còn thuê mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2 ngàn đến 3 ngàn đồng ký. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hiện nay tại khu vực miền Tây thì hàng đẹp dao động từ 16.000 đến 18.000, hàng sàn dao động từ 13.000 đến 15.000. Thanh long ruột trắng hàng dạt thì dao động từ 6 đến 7.000. Còn thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp dao động từ 15 đến 15, 16, 17, bò sàn thì 13, 14, 15.000. Hàng dạt thì đang nằm trong từ 6 đến 7.000. Nhìn chung thì thanh long ruột trắng trong thời gian khoảng 1-2 tuần trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang đi ngang. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột đỏ hôm nay tại khu vực Bình Thuận, thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận thì lợi 1 dao động từ 35 đến 36 ngàn. Lợi 2 dao động từ 30 đến 31 ngàn. Còn lợi 3 dao động từ 25 đến 26 ngàn. Hàng dạt của thanh long ruột đỏ hiện nay thì đang nằm dao động từ 8 đến 9 ngàn. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc bà con, quý chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn.